thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh, cộng đồng luôn tình tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Kính chào quý khán giả đến với chương trình Talk Show giới thiệu đến vị công ty Princess Lifestyle. Thưa vị, đặc biệt trong ngày hôm nay thì có anh John Tạ là giám đốc của công ty xuống đây để trình bày với vị những cái chương trình promotion mới, rồi là cũng như là cái kế hoạch cuối năm của công ty sẽ như thế nào. Phạm Khanh xin chào anh John Tạ, chào Lưu Mỹ Linh. John Tạ xin kính chào Phạm Khanh, Lưu Mỹ Linh. Xin kính chào quý khán giả của đài Little Second TV. Vâng, xin kính chào quý vị, chào anh John và chào anh Phạm Khanh. Anh John xuống đây hôm nay là mình sẽ có announcement cho những cái chương trình rất là đặc biệt của cuối năm nay, phải không thưa anh? Dạ, thưa em và thưa em Phạm Khanh, thưa quý vị khán giả. Thì hôm nay đó thì em cũng biết là mỗi năm đó công ty đều có những cái chương trình promotion gửi tới quý vị. Nhưng mà năm nay đó thì đặc biệt chứ không phải là quý vị ở nước Mỹ, nhưng mà còn ngoài ra ở bên Việt Nam nữa. Thì cũng rất là nhiều người yêu cầu là công ty có cái gì đặc biệt để quan tâm tới những người gửi quà về Việt Nam đó em. Yeah. Cho nên thì công ty chúng tôi năm nay đó thì có một cái promotion rất là đặc biệt. Thì quý vị nào mua bất cứ sản phẩm gì của công ty cũng được miễn cước phí gửi về tới thân nhân ở Việt Nam bất cứ nơi nào đấy em nhỉ. Tức là bây giờ mình mua, mình có giới hạn không thưa anh? À, không có giới hạn. Không có giới hạn, tức là mình mua ít nhiều đều công ty đều lo cái vấn đề shipping về thẳng đến Việt Nam. Dạ đúng. Tức là giao đến tận tay người thân luôn. Đúng, dạ. Dạ vâng. Thưa anh, còn cái chương trình khi mà mình tháng 12 này mình sẽ có cái chương trình chiếc nhẫn hột xoàn đó thưa anh. Đây là chương trình phải nói rằng trước giờ ai cũng trông đợi cái chương trình này hết. Và được biết là cho đến bây giờ thì có rất là nhiều câu hỏi được đặt ra và cũng có rất là nhiều người tham gia vào chương trình này. Thì trong trường hợp nếu vị khách của chúng ta bên Việt Nam họ mua sản phẩm thì họ có được tham gia vào chương trình sổ số? Dạ đúng rồi. Thì chắc chắn là người nào có vé đó là có kinh doanh đó thì chắc chắn là người đó cũng sẽ được cái thưởng đó. Cũng như là cái chương trình gần đây mới nói chuyện đó thì anh còn nhớ là em Phạm Khanh nói là nếu mà người nào trúng ở Việt Nam đó thì em Phạm Khanh sẽ cầm về đưa đến tận tay của những người khách hàng nếu mà trúng ở bên Việt Nam. Dạ. Nhưng mà từ trước giờ khi mình có chương trình hột xoàn này hầu hết là các vị khách trúng là toàn ở xa. Thì cũng được mấy năm rồi đó, cho nên thì Texas cũng có, San Francisco cũng có, rồi thậm chí hình như mình có người ở Georgia đó phải không anh? Đúng rồi. Vâng. Dạ, có năm đó mình có một người ở Georgia này. Dạ. Nhưng mà ở cái vùng này thì hầu như hình như là chưa có người nào được. Cali thì hầu như mình chưa có ai trúng. Chắc là năm nay là cái may mắn chắc nằm ở Cali. Không, nhưng mà nếu mà các vị khách ở các nơi, có những vị khách mua hàng của chúng ta từ bên Úc nữa, từ bên Âu Châu, từ bên Canada, rất là nhiều vị khách họ mua hàng ở công ty. Như vậy thì phải nói là international, nói tóm lại là quý vị ở nơi xa, quý vị đừng lo là quý vị sẽ không được participate trong chương trình chiếc nhẫn hột xoàn, vẫn được như thường thưa quý vị, tức là những cái tấm vé số sẽ được để vào trong lồng và sau đó thì ai trúng thì chúng tôi sẽ xướng tên người đó và sẽ được vận chuyển đến tận nơi, đến coi như là gặp trực tiếp quý vị luôn để giao lại cái món quà mà quý vị đã nhận được. Dạ đúng vậy. Dạ. Và bên cạnh đó mình còn nhiều giải khác nữa thưa anh, nếu mà đúng không rồi. Được trúng còn mình có giải thuốc rồi, mình còn có mấy cái giải thưởng thuốc rồi để cho người quý vị nào phải không, để bồi bổ sức khỏe thì ngoài ra còn được phí shipping nữa, cho nên thì nhiều cái promotion rất là có lợi để cho quý vị khán giả chúng tôi đó. Dạ. Kỳ trước coi như là anh những cái đợt mà khi mà chúng ta đưa ra những giải thưởng này thì không phải chỉ có chiếc nhẫn không, anh có đưa ra 4 giải thưởng, mỗi một giải là 500, 10 giải thưởng mỗi một giải là 300, và bên cạnh còn rất là nhiều cái giải khuyến khích nữa. Đúng. Nên thành ra là ít nhiều gì chúng ta cũng có cơ hội để chúng ta trúng. Như vậy thì mình có nhiều cái tin vui từ nay đến cuối năm này. Thứ nhất là mình được free shipping về Việt Nam. Đúng. Còn free shipping ở trên toàn quốc Hoa Kỳ thì trên 100 trở lên. Trên 100 là hoàn toàn được miễn cước phí. Trên 100 trở lên thì mình sẽ được miễn cước phí trên toàn quốc Hoa Kỳ. Đúng. Còn coi như là nếu mà chúng ta ship đi Việt Nam thì chúng ta không có bị giới hạn là bao nhiêu. Không có giới hạn. Dạ, nhưng mà ít nhất cũng phải 1 pound trở lên đó. Dạ, thường là thường cái free shipping đó thì cái công ty gửi hàng đó thì dĩ nhiên là phải 1 pound trở lên. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mua khoảng chừng 5 chai trở lên thì đã đủ 1 pound rồi đó, cho nên thì cũng được cộng tác với Việt Linh
thì rất là quan tâm tới những người mà gửi hàng, cho nên rất là để giúp hỗ trợ về mấy cái phần quà gửi về Việt Nam. Cho nên thì hy vọng quý vị sẽ lấy cái cơ hội này để mua thuốc tốt gửi về cho quý thân nhân của chúng tôi. Thưa anh, còn thông báo gì nữa thưa anh? Thông báo về vấn đề là bây giờ tất cả những vị khách hàng nào từ trước đến giờ mà đã liên lạc trực tiếp với bác sĩ Morita để mua thuốc thì bây giờ hãy liên lạc trực tiếp với công ty, phải không ạ? Công ty. Dạ đúng rồi. Thì liền tay thì cho anh cũng muốn để nhắc cho quý vị thân giả hay những người làm dùng thuốc hoặc là những người khách hàng của công ty, thì trong thời gian này đó thì bác sĩ không còn hoạt động thì làm việc với chúng tôi nữa, thì bởi vì mình mất đi một cái người thương nhớ của mình, thương mến. Nhưng mà bây giờ đó thì quý vị nào có mọi thắc mắc hoặc là muốn mua thuốc hoặc là muốn liên lạc bất cứ cái dịch vụ nào sẽ liên lạc với công ty để chúng tôi được phục vụ tận nơi và sẽ chu đáo hơn. Là hy vọng là quý vị sẽ gọi vào cái số của chúng tôi là 1-800-990-8319 là để chúng tôi phục vụ cho quý vị được kỹ càng hơn. Dạ, cảm ơn. Dạ vâng. Như vậy rằng là bây giờ là tại công ty thì có những người cố vấn về thuốc, dạ, nói tiếng Anh, tiếng Hoa, dạ, tiếng Việt luôn. Đúng. Đã vì hoàn toàn yên tâm. Cái dạ này cũng là một cái vấn đề là nhiều hôm nay là một số khách hàng bệnh nhân cũng rất thắc mắc. Thì không biết sự ra đi của bác sĩ Morita thì công ty sẽ tiếp tục hoạt động thế nào, có những người cố vấn về thuốc hay là không. Thì hôm nay là anh John Tạ đã giải thích cho vị rất là cặn kẽ rõ ràng, đó là hiện giờ công ty phải nói là có đội ngũ những chuyên viên về vấn đề thuốc dược thảo, phải không ạ? Có thể giúp cho vị giải quyết những cái vấn đề, giải đáp những cái vấn đề liên quan đến dược thảo, làm sao mà chúng ta mua thuốc mà chúng ta hoàn toàn yên tâm. Thêm vào đó thì chúng tôi cũng nhắc luôn là địa chỉ mới của công ty ở số 418 East Valley Boulevard trên đường Valley thuộc thành phố San Gabriel, phải không anh? San Gabriel, thành phố San Gabriel, đối diện với nhà băng Union Bank, còn Thanh Linh lần còn nhớ. Thì ở đây đó là vì mua thuốc xong là công ty ship bỏ gói hàng vô gửi thuốc về Việt Nam cho vị luôn, rất là thuận lợi dễ dàng, phải không anh? Đúng, dạ. Yeah. Vâng, như vậy thì trước giờ những vị khách nào mà nếu mà quý vị xem chương trình này, những vị khách mà đang được bác sĩ Morita giúp đỡ cho quý vị trong thời gian vừa rồi đó, vấn đề coi như là ship thuốc cho quý vị, thì bây giờ quý vị cứ liên lạc trực tiếp với lại công ty thì chúng tôi sẽ tiếp tục lo cái công việc đó cho quý vị, là chúng tôi sẽ tiếp tục ship thuốc cho quý vị nếu quý vị cần thiết. Dạ vâng, đúng như vậy đó. Còn ngoài ra thì quý vị khán giả nào có bệnh lý muốn chia sẻ với công ty hoặc là muốn cố vấn về thuốc hoặc là về bệnh lý cá nhân của mình, sẽ liên lạc với công ty chúng tôi thì sẽ có bác sĩ rồi có người sẽ giúp đỡ và trả lời giải thích những cái gì mà thuốc nào để phù hợp với cơ thể của mình để dùng cho có hiệu quả. Và cái số điện thoại của công ty để vì gọi vô vào giờ này đó là 1-800-990-8319, 1-800-990-8319. Nhiều khi quý vị mua thuốc, quý vị muốn phối hợp giữa các loại thuốc khác nhau, có những khách hàng cũ nè, hoặc là cũng sẵn tiện nhắn luôn là quý vị có một số những cái order mà quý vị gửi cho bác sĩ, nhưng mà bây giờ bác sĩ ra đi rồi, thành thử ra là không ai thực hiện những order đó, thì liên lạc với công ty luôn, phải không anh? Dạ, đúng. Công ty sẽ take care cho quý vị, đừng có lo. Công ty địa điểm chính có thể take care hết tất cả những cái yêu cầu của quý vị về vấn đề order thuốc hoặc là gửi hàng đi vân vân. Thì quý vị yên tâm. 1-800-990-8319. Bây giờ thì xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài và sau đó chúng tôi sẽ trả lời ngay.